Hai cho anh em vào chị ở lớp mình tụ lớp chị tám giúp có trẻ bạn là trong dòng ngày hôm nay à, vậy là chỉ còn ít tiếng nữa 19 tiếng nữa à, tức là giờ khoảng 8 rưỡi sáng ngày mai các bạn ạ sẽ kết thúc vòng đua Ravetto lần 2 à, tuy nhiên thì nó cũng không nhất thiết phải canh me mấy đâu vì hầu hết các server thì mình nhìn thấy đều thấy S75 là cũng thế à, các top thì khá là nhẹ nhàng các bạn ạ nhưng mà từ top đầu đến top cuối nó chênh nhau tí 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 một hai cú click đã giúp các bạn thay đổi đến hàng chục gọi hàng chục thứ hạng trong top rồi đấy. Đấy, nhưng mà một các bạn lưu ý top 1 phải 7.000 điểm để mới lấy được 300 mảnh nhá còn 5.000 nha thì cũng chỉ tức là top 1, 2, 3 nha nó sẽ là như nhau đấy hàng này thì quay được 3.000 rưỡi rồi đấy, thôi mình nghĩ là dừng lại mức này thôi có chăng thì cố lên khoảng 3.600 để tránh bị lọt khỏi ngoài top 30 thôi đấy, nó không quá nhiều quan trọng đúng không à còn tới hơn 49 kim cương xong khi quay bot quay mèo VIP 5 còn lợi tức thôi lợi tức mình check trong đấy là còn khoảng 5 ngày đấy còn đâu là các có x2 gần như còn nguyên nói chung là một acc chơi cho mình là chuẩn chỉ từ đầu đến giờ team siêu nữ nhưng mà kẹp Raph cái này không quan trọng đâu các bạn ạ vì thú thực với các bạn trong team siêu nữ hiện nay thì chỉ có 6 con thì chỉ có đúng một con là duy trì được lâu dài là con Athena đấy, còn lại thì bỏ hết Athena hồn vũ khí luôn còn lại thì sau này gỡ hết đi đấy thì mình thấy rằng nó cũng các bạn nào mà chơi siêu nữ đoạn đầu đấy cũng được còn nếu đổi thì team cũng chẳng sao cả vì sắp tới là hạt nhân dự kiến tháng sau thì nó có hai sự chọn một là Vice hai là Miyuchi không biết ra con nào cả theo mình thấy nếu như mà nó ra Vice thì còn dễ tính một tí vì team siêu nữ cũng chơi được Vice còn nó ra Miyuchi thì hơi căng đấy thì nó thành team tam hệ mà server mới thì chắc chắn là các bạn sẽ phải lấy team tam hệ rồi khi đấy team siêu nữ mà kèm Miyuchi thì nó cũng nghe nó cũng hơi lủng củng nghe đấy nên thành ra là arc này thì mình thấy rằng ra Miyuchi tháng sau thì cũng quá đẹp đấy còn không thì tích lực nói chung kiểu gì cũng chơi được hết đấy Raph chắc chắn không phải là sai lầm rồi thứ hạng arc này tăng mấy chục bậc đấy ngày trước là ở hạng tận hạng ngoài 100 rồi thì đã được vào được 73 các bạn nào mua hạc mà up rap tốt thêm một tí nữa thì mình nghĩ rằng còn vào được top cao nữa rap sẽ thiên về phòng thủ hai con đứng đầu luôn đi hai con đứng đằng trước luôn mai đứng đằng sau đấy chỉnh nhựa hình đấy chuẩn chuẩn xác nó như thế này đi à chưa có hồn vũ khí thì là như này đấy các bạn nhá ok đấy, chia đam ra cực kỳ rồi check thêm mình chả biết check thêm cái gì các bạn úp thêm con này cho nó đẳng điếc này rồi là trang bị không biết rồi tinh luyện tinh nhất các thứ để cho nó to đi thì con này vẫn chưa chưa hết mức rồi các bạn nhé được chiến như này vẫn là còn rất bình thường này full nhất môn rồi này hay độc chiêu giết các bạn tăng hết này lên server mới thành ra là gần như cái gì động thiếu đấy, vàng là này còn nhiều hết nhỉ còn chưa bung lực hàng này nói chung chưa bung lực đây các bạn này đấy tinh thể còn 22.000 các bạn búp hết cho này lên cho mình lên 8 mấy hoặc 9 mấy đây đảm bảo các bạn ngon ngay mà còn đâu thì lực cái quét dần thì tăng đẳng level 84 sẽ bắt đầu có nhị môn nhau khoảng tuần nữa sẽ bắt đầu có nhị môn và sau đó khoảng một tháng thì sẽ bắt đầu có run đấy mình check lốt túi đồ thôi còn đâu giá cái phần mô tả có ghi rồi 800k siêu siêu rẻ với hơn với 50k kim cương bốt biết ngon lành bạn nào qua thì liên hệ nhé ngày bạn đang trong này mình chạy còn hơn trăm mày đây là những cái dương nhất thôi các bạn nhìn qua nhé nó không quá quan trọng đây là khoảng 53 dương mảnh vỡ năng thì gọi là 40 mảnh vỡ năng đây là các túi kim cương to kim cương nhỏ 114 chiêng thần à 114 mảnh vỡ năng chứ mình xin lỗi đây một mảnh hồn khí rồi còn rất nhiều kim cương đúng không các bạn chỗ này thì mình ước chừng nó rơi vào khoảng 62 kim cương tổng tất cả đấy. Nói chung quá ngon rồi bạn nào mua thì liên hệ nhanh tay nhé.